Hello, dạo gần đây thì có rất nhiều người comment là anh ơi, anh có thể làm cho em một trận Batman có thể ăn được 30 mạng không? Mà trong những 30 mạng đấy thì anh phải không cho xạ thủ chơi game. Đấy, thì mình cũng không biết như thế nào thì để mình cho mình hỏi cái thằng nghèo nha mình. Thì theo nghèo của làm được không nào? Nếu mà làm được thì gật đầu cái. Rồi, ok. Thì ngày hôm nay thì mình và thằng cú nghèo này sẽ dành tặng tất cả bạn một siêu kiểu cái mồm kìa. Một siêu phẩm Batman CP các bạn nhé, sẽ không cho xạ thủ chơi game mà ăn 30 mạng. Một xíu siêu phẩm dành tặng các bạn, và đừng quên tặng cho mình và nghèo một nút like và comment anh em nhé. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với những cái siêu phẩm Batman các bạn nhé. Thường thì trước đây mình đã làm cho các bạn những vị tướng Batman đi rừng không cho tân rừng nó chơi game này, không cho xạ thủ chơi game, không cho mid chơi game. Và ngày hôm nay thì mình sẽ không còn là cái vị trí đi rừng nữa, mà là mình đã bị bạn Felix cướp cái vị trí đi rừng của mình đây anh em ạ. Ôi khiếp sở thật đấy các bạn ạ. Cảm giác như bây giờ đi cái rank này kiểu anh em bạn bè kiểu đồng đội không còn tín bắt má này, cho nên là mình pick xin đi rừng người ta không cho. Thì bây giờ mình sẽ chơi một vị tướng là CP các bạn nhá. Thế nói chung là mình sẽ tập trung tối ưu nhất những cái gì đấy và thêm một cái thử thách là ăn 30 mạng trong một trận đấu. Mình thề nói thật chứ, mình cố gắng làm những bản thứ thôi. Chứ 30 mạng anh nói thật các em làm sao mà ăn được, anh sẽ cố gắng hết sức các em ạ. Chứ các em nhiều khi ra những cái thử thách cho anh ơi. Anh chơi một trận đấu Nakaroth ăn 50 mạng. Ủa thật nhiều khi các em ra cái thử thách, nhiều khi anh muốn làm các em vui lắm. Thật các bạn ạ. Chứ không phải là khấm đâu, cái cuộc sống của mình bây giờ mình rất muốn làm cho tất cả các bạn hài lòng và vui. Những nhiều khi các bạn thật nhiều. Ui xôi đẹp, cái phá đẹp quá. Đấy, cho nên các bạn thông cảm cho cái trận đấu đấy 30 màn thì mình chấp nhận thử thách thôi. Chứ thực sự nó rất là khó. Bởi vì các bạn phải hiểu rằng nếu mình cầm bắt màn, mình ăn xử, mình đè. Ví dụ như chơi những trận đấu mình không cho xạ thủ chơi game đúng không, thì mình sẽ đi cấm ở cái đường thủ ba của nó. Và khi thằng John hồi sinh nó sẽ giết nó. Thì trận đấu đó tầm khoảng 10 phút là xong mà. Nếu mà chơi có vậy 10 phút là xong. Đấy, cho nên là để cố gắng và sẽ ăn được nhiều mảng nhất thì mình sẽ tập trung sẽ giết thằng xạ thủ nó ở đường các bạn nhé. Dạ, và mình không những clip mà mình giết nó khi nó vừa mới biến ra nhá thì mình đã làm rất nhiều rồi. Thì để clip này mình sẽ tập trung các bạn ăn nhiều mảng như thế nào, và mình sẽ có một điểm lưu ý rất quan trọng khi tất cả các bạn chơi Batman các bạn nhé. Đầu tiên là mình sẽ nói được cái phù hiệu. Chúng ta sẽ cầm cái phù hiệu, cái tên gì mình quên rồi các bạn ạ. Những cái tên này là hình như là giảm mấy chục phần trăm hồi chiếu của chiêu bài. Cho nên Batman ở giai đoạn phút thứ 6 thứ 7 nó tầm khoảng 20 mươi mấy giấy. Late game tầm khoảng 8-9 giấy nó hồi chiêu bài thôi. Và Batman là một vị tướng nó cực kỳ mạnh khi bão map sử dụng đến cái chiếu tăng hình của nó. Nó sẽ khiến cho team địch nó chơi rất là khó chịu các bạn nhé. Mà chiêu bài của nó hồi như chiêu 1, chiêu 2 ấy. Thì đó là cái điểm rất bá đạo của Batman. Và thực sự là hiện tại Garena vẫn chưa nép cái phù hiệu giảm thời gian hồi chiếu của chiêu 3 đâu. Cho nên các bạn chơi Batman các bạn phải... Ôi cái gì đấy? Đấy các bạn ạ, đi CP đấy các bạn ạ. Không có mua sánh, không có mua xiệt gì cả. Đánh khó chịu đây này, trừng phạt để giết chết. Đủ đạn. Hay quá, hiện tại mình nắm mảng rồi. Thế không sáng vẫn vấn đề gì đâu. Thế còn khoảng 25 mảng. Còn khoảng 25 mảng thôi các bạn ạ. Nếu mà tính cái tổng số mạng của team địch và team mình cộng lại thì mình còn thiếu thêm khoảng tầm 7 mạng nữa thôi. Không vấn đề gì hết, dễ mà các bạn, có gì nó mà khó đâu. 25 mạng nữa thôi, có gì đâu. Đây giòn rồi, chào em. Anh đứng đây từ chiều. Và các bạn thân yêu đừng quên đang là cứ 5 giờ trưa mỗi ngày thì mình sẽ cho ra những siêu phẩm, và mình rất hy vọng các bạn nhé. Nói chung kênh của mình đang lên rồi, nhưng mình cảm giác như là kiểu là mình kiểu là anh em tập trung vào bây giờ 5 giờ chiều xem rất ít. Và mình rất hy vọng anh em có thể là giúp cho mình được kiếm lại đề xuất bằng một cách ấy, là anh em nào mà bận việc ấy thì các bạn 5 giờ chiều nhá, các bạn bấm vào cái clip mình vừa đăng để các bạn có thể là tập trung vào đó càng nhiều thì cái lượng đề xuất của mình lên ngày càng nhanh đấy. Hiện tại bây giờ mỗi clip của mình thì nó đăng lên tầm vài chục nghìn view rồi, nhưng tập trung vào một cái thời điểm nó rất ít. Và cái thời điểm rất ít thì cái việc đề xuất của mình có lại rất lâu. Cho nên nếu các bạn nào đã có những clip này thì hy vọng các bạn nào mắc việc hay bận việc, các bạn hãy tập trung cho mình cái thời gian đó 5 giờ chiều. Các bạn hãy giúp cho mình cái thời gian đó lên được tầm khoảng 3k view anh em ạ. Nó không phải là cao sáng, không phải là cao cả gì đâu. Các bạn nói chung là cái đó là các bạn làm được. Cho nên mong các bạn hãy giúp mình cứ 5 giờ chiều mỗi ngày
khi mình cấm chiếu clip ấy, thì các bạn hãy tập trung cho mình 5 giây chiếu, các bạn hãy cho mình đạt với số view 3.000 đấy. Thì cái đó nó cực kỳ đơn giản luôn các bạn ạ. Đấy, thì để cho kênh mình có lại đề xuất và để cho ra những cái siêu phẩm sắp tới này. Và sau clip bất mãn này thì mình có một cái clip, mình có một cái nội dung clip nắng rất làm rất là hay. Bởi vì là thứ tư các bạn nhé, bất mãn thì mình sẽ nói một chút vào clip ngày mai một chút nhé. Đó là một vị tướng Nakaroth mà các bạn sẽ hầu như là chúng ta bị bốc hơi ấy. Đấy, khi gặp một team địch nó bay vào trong 0.5 giây Nakaroth bốc hơi thì sẽ chơi như nào. Ok, đó câu chuyện ngày mai. Còn hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào trận đấu bất mãn hiện tại. Mình đặt ngủ không, bình tĩnh mình lùi ra đây gió. Trời ơi, gió nồi bao nhiêu mảng thôi, gió mình tầm 6 mảng các bạn ạ. Mình phải giết thằng gió tầm 5-6 mảng thôi, chứa đâu game này nó phải kết hơn 10 mảng đấy. Đấy, thì để mình kéo dài trận đấu hết sức có thể, đấy chỉ là một clip để mình dành tặng cho tất cả các bạn xem giải trí các bạn nhé, giải trí, xem giải trí thôi. Đấy không phải là một clip hướng dẫn gì nhiều đâu, bởi vì nếu đã mà hướng dẫn thì mình sẽ tối ưu nhất của trận đấu thắng. Nhưng đây là một clip mình chỉ gọi là chơi giải trí cho các bạn xem giải trí thôi, sau một ngày học tập hay là làm việc mệt nhọc đó. Đấy, và mình sẽ cấu kèo, nói chung hầu như mình sẽ không đầy đủ và sẽ không làm gì hết, ngoài cái việc mình sẽ ăn tập trung mạng được 30 mạng để thử thách để cho các bạn xem thật màn nhàn. Đây, cái pha này mình từ từ bình tĩnh nhé, thằng rát hoặc thằng KTC cũng được bình tĩnh, mình bay vào sẽ bốc hơi, nhưng bình tĩnh, mình đặt tía thằng gió, đã thấy thằng gió rồi, đây, em ơi, chào em, anh đừng đấy, từ chiều, 60 vàng các bạn ạ, con là 60 vàng rồi thôi. Thực sự gió cái game này nó chán lắm rồi các bạn ạ. Đấy, và mình sẽ lưu ý một chút vì tưởng bắt màn các bạn nhé. Cách chơi của bắt màn ấy thì hầu như nó sẽ chơi đơn lẻ độc lập. Đây đâu, KTC từ một tạch rồi chạy thôi. Rồi, cách chơi bắt màn là một vị tướng nó không bao giờ có mặt tổng được khi bắt màn chơi đánh cá, hầu như nó rất là khó chơi. Cái thằng này lão nha, thằng này lão nha, nổ cái tạch. Cái thằng rap này lão thật, ngủ không á. Này, bình tĩnh này, chữa bá này. Đấy này, rồi từ. Ồ, chết. Chiêu 2 luôn. Bụp, hay quá. Rồi còn thằng Zuka anh em ấy, Zuka đâu nhá. Zuka đấy, biết ngay mà. Cái thằng mấy con bắn sướng. Rồi chơi luôn chiêu 2. Rồi may quá. Trời mày thật đấy anh em, mấy con bắn sướng như cái phá này chứ. Rồi mình xin nói một chút lưu ý khi tất cả các bạn chơi bắt màn các bạn nhá. Đó là khi chúng ta chơi đơn lẻ, đơn độc lập ấy thì chúng ta quan trọng nhất 80% cái lối chơi vì đường bắt mãn là nằm trong rừng đó rồi. Đấy, không biết các bạn biết hay chưa, giai đoạn đầu game thì chúng ta sẽ chủ yếu tập trung đi gánh ở giai đoạn đi đường, nhưng khi tầm phút từ 5 từ 6 bắt mãn có chưa bá bắt buộc phải vào trong rừng của nó để chơi các bạn nhé. Nếu phút thứ 10 các bạn không thể kiếm được cho mình tầm 8 mảng đồ về thì hầu như các bạn sẽ chơi bắt mãn phèo. Bắt mãn là một vị tướng về late game thì hầu như các bạn đã không được chơi game đâu, chắc chắn các bạn một điều là bắt mãn. Đánh cái đánh cáo một chút là bắt mãn tâm hút từ 10 trở lên là rất khó chơi game. Bởi vì sao ạ? Bởi vì người ta rất là cẩn thận bắt mãn và sẽ lên cái mắt sói. Chỉ cần người ta thể sói sai bắt mãn thôi thì hầu như bắt mãn sẽ rất là phế. Cho nên chúng ta tận dụng vào những cái đi đánh đơn, cái ranh lẻ và lối chơi độc lập ấy thì chúng ta sẽ làm được rất là nhiều việc các bạn nhé. Ôi ơi, anh gió này thê mình chán thật các bạn. Hôm nay bây giờ mình không bao giờ biết đâu. Và mình chỉ có 14 màng nữa thì hoàn thành thử thách các bạn nhé. Và đây là phút thứ 11 rồi, chứ 3 mình hồi rồi. Thằng rát, thằng ngủ không ở đường mid, thằng KDC đâu ạ? KDC đâu anh em? Đấy rồi, đây, từ từ, thằng rát này. Từ, rát rồi, chơi luôn đi. Bạch, 17 màng. 17 màng rồi, hiện tại có 13 màng ấy. Đấy nhá, mình mà làm xong thử hoàn thành thử thách 30 màng là phải lái cho mình đấy. Đấy, tất cả là vì anh em đấy, bởi vì là cái các bạn thông cảm nhé, clip bắt màn này anh em comment rất là nhiều, comment nhiều lắm. Và bây giờ mình mới có thời gian để làm cái này, để làm xong clip này để mình kiểu chảy luôn cái giáo án lật keo để cho anh em xem, chứ anh em cùng đề nghị cái cầm nắng lật keo rất nhiều. Rồi, chảy được con sâu. Đấy. Hiện tại là 18 mảng các bạn nhé, đấy thằng gión đến đây này, thằng gión 3 giây các bạn thấy chưa? Ở phút thứ 11 này bắt mãn thì tâm khoảng 7 giây, 8 giây hồi chiếu 3 thôi. Nó chiếu 3 liên tục. Đấy. Và thực sự là nếu các bạn muốn quan tâm bị tưởng bắt mãn ấy thì mình, các bạn cứ comment ấy, mình sẽ có một clip chuyến sâu nhá. Một clip chuyến sâu để chơi bắt mãn trong có mắt tổng. Đấy, cũng đủ đá mà, lo gì. Ôi, KDC kìa, kêu. Máy quá.
Mình sẽ hướng dẫn anh em một clip chuyến sâu nhé. Chuyến sâu bắt mán thì là chúng cách chơi như nào, đi gánh ra sao, rồi build đồ lên như nào, rồi là lết game chơi ra sao, con bắt tổng thì lên như nào, rồi là giết thằng nào trước hay là đẩy đường như nào, hoặc là khi nào thì đánh nhau, khi nói chung là chuyến sâu thì vân vân mây mây lắm. Cho nên là đấy là clip mình chỉ làm thử thách, cho nên mình sẽ không hướng dẫn chi nhiều đâu. Mình chỉ nói các bạn những cái lưu ý khi chơi bắt mán thì các bạn phải cầm cho mình cái phù hiệu đấy đấy. Và cái lối chơi của nó là độc lập đơn lẻ, nói chung là hơi cá nhân một chút các bạn nhé. Vì chúng ta cầm vì tưởng này mà chơi đồng đội thì không thích chúng ta fail đâu. Nếu mà chơi đồng đội có bắt tổng mà đi theo đồng đội thì mình nói các bạn vì tưởng bắt mán không phù hợp. Chơi thì vẫn chơi được thôi, nhưng nó không phù hợp các bạn nhé. Bởi vì chúng ta phải hiểu rồi, mỗi vị tướng sẽ có điểm mạnh, điểm yếu tùy thuộc khác nhau, và chỉ quan trọng là mỗi người chơi sẽ khai thác cái vị tướng đấy có đúng cái điểm mạnh của nó hay không. Đấy, chứ không phải các bạn cứ vỡ một vị tướng nào, các bạn cũng sẽ vỡ vào một cái lối chơi nào cũng như vậy, thì cái việc hiệu quả thì nó sẽ không có. Đấy các bạn, hiện tại là 19 mạng rồi, và phút thứ 13 rồi, không biết hoàn thành được 30 mạng hay không, thực sự rất là khó, khó lắm. Bởi vì là ăn được, các bạn phải hiểu là 30 mảng, kể các bạn xuống đánh bạc, các bạn chơi tầm khoảng 20 mảng các bạn xong. 20 mảng thôi là người ta đầu hàng rồi. Ôi, thằng giòn này, mày mới tôi bị áp thế. Rồi, hay quá, 21 mảng đấy anh em ơi. Thằng giòn bây giờ xảy đau quá rồi, có giáp hồi sinh rồi anh em ơi. Còn khoảng 9 mảng rồi thôi. Đấy, mình phải đánh không đầy trù mới đánh được như thế này đấy. Các bạn xuống đánh bạc, các bạn không tin các bạn xuống đi. Các bạn xuống đánh bạc, đánh vàng hay cái đánh thấp nhất của cái liên quân mobile, các bạn cứ ăn được 20 mảng là đầu hàng. Nó rất là khó. Không phải là mình không giết được người, mà là cái giấy được... Ôi, rồi, không biết đủ đám không? Mà là cái chuyển team địch nó đầu hàng ấy. Đấy, khó là khó cái chỗ đấy đấy. Cho nên mình sẽ tối ưu hết sức, có thể là không đầy trù. Đấy, Slim, ô trời, cái ông Slim ông phía ngủ không mất máu. Sợ thật đấy. Tí mình cân bản là mình ăn hết mảng, tí mình nó còn gì nữa. Rồi, bình tĩnh, xe có một mảng ở đấy tiếp. Xe có một mảng ở đấy tiếp anh em nhé, xe có một mảng nhé. Đấy đòi gión, đông đội, đây, ngủ. Ngủ không, quá thế nào, lộ sai đó. Đấy rồi, ui rồi trật rồi anh em ơi. Vẫn có tăng hình nhá, vẫn có tăng hình, từ, thằng gión, bình tĩnh. Ôi, lộ, may quá. Rồi, 22 mảng anh em nhé. Ui, ác, thực sự ác các bạn ạ, ôi. Rồi xong rồi. Ôi thằng này nó chơi thằng này là hỏng rồi anh em ơi. Rồi xong. Thế mình rát cứu. Không. Ủa, tím nó chơi thằng này giết người anh em ạ. Được rồi, mời anh em thưởng thức nhá. Mình sẽ vằn to hết nhạc để anh em thưởng thức những cái phá bay này của mình nhá. Và anh em đừng quên đang hãy để lại cho mình một nút like và comment anh em nhá. Ok.
I down for my love if you feel like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we live.